Xin chào bếp trai kỳ duyên của mình. Ngày hôm nay mình sẽ làm một món đơn giản dễ ăn nữa là nấm bào ngư. Mình sẽ chiên muối chiên. Đây là nấm bào ngư ngâm rửa sạch sẽ rồi, cái mình ướp một ít hạt nêm vô nha mọi người, và cái chảo nóng. Món chay của mình đơn giản, dễ làm nhưng mà rất là ngon, cung cấp dinh dưỡng cho bữa cơm chay của gia đình của chúng ta. Thì nấm bào ngư muối chiên cũng là một món rất là đơn giản, dễ ăn mà rất là ngon nữa. Trong nấm bào ngư này, khi mình ngâm rửa sạch sẽ rồi chúng ta ướp một ít hạt nêm vô cho nó vừa với cái lượng của bao nhiêu nấm thì mình để bao nhiêu hạt nêm, đừng có quá mặn. Rất là đơn giản dễ làm nhưng mà cũng rất là ngon. Nó cũng là một cái loại hút dầu lắm, cho nên chúng ta chiên không cần phải để quá nhiều dầu. Mình để trong chảo chống dính một ít dầu thôi, một lượng rất là ít thì nó sẽ đủ. Nấm nó vàng lên rồi nha mọi người. Dễ làm, nhanh gọn lẹ cho bữa cơm chay gia đình. Rất là dễ làm. Mình sẽ nghiêng cái chảo lên cho nó xuống dầu hết nha. Rồi, nấm bào ngư chiên của mình đã xong. Đơn giản, dễ làm, gọn, nhanh mà rất là hấp dẫn. Rồi, mời mọi người cùng thưởng thức nha. A Di Đà Phật. Cái quần áo vô chồng ơi.